Dạ Linh xin kính chào quý ông bà cô chú các bạn kem nhỏ đã đến với kênh Thuộc Nữ Cà Mau. Mấy bữa nay thì Linh đi chợ, Linh mua được bao nhiêu tôm đây nè. Tôm này thì ở chỗ Linh gọi là tôm sông. Con tôm sông này là nó sống tự nhiên chứ không có nuôi. Chỗ Linh thì có nhiều nhất là tôm sú, còn con tôm sông này là tới cái mùa nước lên thì nó mới về. Thì người ta bắt bằng cách là người ta đi chài với sông vào ban đêm hay là buổi trưa gì đó. Cái người ta gọng lại, cái sáng người ta đem ra chợ bán. Thì mỗi ngày là có tầm ký ký ngoài, không có nhiều nên là ít thấy lắm. Nên mấy bữa nay thì Linh tranh thủ đi chợ sớm nên là mới gặp. Do là tôm tự nhiên nên là nó cũng không có điều, nó có con nhỏ con bự chứ nó không có bự không. Mỗi ký tôm này thì Linh mua là 200 ngàn ký. Ở đây là Linh mua 3 ký mấy vậy đó, tầm 600 mấy. Hôm qua thì Linh có làm cái guộc nướng á, mà Linh thấy nhiều guộc dầu á nên là chừa lại. Sáng nay thì Linh cũng ướp và khìa luôn. Ở bên đây thì Linh có mua cái nấm kim chi nè, rồi cái này là nấm đùi gà, nấm bào ngư với bún. Thì với cái số rau với nấm này thì Linh định làm cái món tôm dùm. Tại vì lâu lắm rồi Linh không có ăn tôm dùm. Mà cái con tôm sông này là mình nấu tôm sum thì nó sẽ rất là béo. Tại vì trên đầu cái con tôm này nó có gạch nhiều lắm. Thì bây giờ chắc Linh sẽ ướp cái guộc khìa trước đi, rồi mới rửa tôm và nấu cái nước lẩu. Ướp cái guộc này cho nó thấm. Linh cho vô xíu nước tương, xíu tỏi, cho thêm xíu đường. Thấy mấy con tôm ngon quá à, thèm cái lẩu tôm dùm lâu lắm mày. Tôm dùm thì mình nấu cay cay chua chua. Do là Linh ướp khìa nên là cho nhiều đường xíu. Ướp khìa thì cũng ướp đơn giản ha. Linh trộn lên cho thấm. Bây giờ thì Linh ướp guộc xong rồi, Linh sẽ để cái guộc này qua một bên cho nó thấm. Lúc này thì Linh sẽ đi rửa cái tôm này. Tôm này là Linh mua mấy ngày nên là có một số tôm tươi này thì Linh mua hồi lúc sáng nè. Lúc sáng mua là nó còn sống. Còn mấy con tôm chết là Linh ướp đá, mua về cái bỏ cho tủ đông. Tại vì ngày mua được có chút xíu à, mấy con à. Nên là nghĩ là ít ít thì không đủ ăn nên là Linh mới đợi gom 3 bữa. Chắc là con tôm bự này thì nướng, còn con tôm nhỏ nhỏ thì Linh sẽ nấu lẩu. À, con tôm coi cái càng nó bự ghê. Có mấy con nó còn thở luôn á. Nấu lẩu thì Linh sẽ lựa những cái con mà ở trên đầu nó gạch như thế này nè. Thì cái nước lẩu của mình nấu rất là béo luôn. Mẹ cha Linh thì cũng hồi đó giờ cũng chưa có ăn cái lẩu tôm dùm nữa. Có ăn lẩu chua, lẩu thái đồ chứ lẩu tôm dùm chưa có ăn. Nên là hôm nay thì Linh định giới thiệu cái món mới này cho mẹ cha Linh biết. Dạ Linh mới vừa rửa tôm sạch sẽ thì lúc này là Linh sẽ cắt hết mấy cái gai nhọn của con tôm. Ở bên đây thì Linh có bắt sẵn một cái nồi nước để mình nấu cái nước lẩu á. Thì nước nó sôi rồi, Linh sẽ bỏ tôm vô để luộc. Cho cái nước của mình nó thơm cái mùi tôm. Mình sẽ dùng cái nước luộc tôm này để làm cái nước lẩu. Do nước nó sôi á, là mình mới bỏ vô là tôm nó chín này. Thì mình nấu tầm 3-4 phút gì đó để cho cái con tôm mình nó ngọt nước. Còn cái tôm bự này á, thì một lát thì Linh sẽ chẻ đôi con tôm ra để mình để phô mai lên, mình nướng sẽ rất là ngon. Giờ thì Linh sẽ qua đây rửa cái nấm. Nấm này thì Linh cho hết mấy cái nấm vô thau. Cho nước vô ngâm. Cho vô tầm xíu muối để ngâm cái mắm này, cái nấm cho sạch. Bây giờ thì cái tôm nó chín hết rồi nè, Linh sẽ gắp cái tôm ra. Lúc này con tôm nó đỏ hết rồi.
Sau khi mà Linh vớt tôm ra thì Linh sẽ bỏ sả vô, bỏ gừng vô để cái nước lẩu của mình nó thơm. Linh sẽ nêm vô đây một xíu muối. Bỏ muối vô xong thì lúc này là Linh sẽ qua đây để lột cái vỏ ống tôm này ra. Tôm hồi nãy thì mình cắt dai xong rồi, giờ thì mình sẽ lấy luôn cái vỏ ra để một lát mình ăn khỏi mất công mà lột vỏ. Dạ, Linh mới vừa lột tôm xong á, thì ở lúc này là ở đây Linh sẽ bắt một cái chảo. Linh cho xíu dầu điều vô. Sau đó thì Linh sẽ cho cái sa tế khô. Nếu như mà mình có sa tế của Thái thì mình có thể là dùng sa tế của Thái. Tại vì lẩu tôm dâm này là phải chua chua cay cay, nên là mình thích ăn cay nhiều thì mình cho nhiều, mình thích ăn cay ít thì mình cho ít. Sau đó thì Linh sẽ cho lá chanh với ngò vô Linh xào cho nó thơm lên. Linh phi lúc này là cái mùi nó cực kỳ thơm luôn. Thì Linh sẽ bỏ cái tôm với cái đậu tôm vô để mình xào. Sa tế á, nếu như mà mình ăn cay được thì mình dùng cái loại sa tế càng cay thì nó sẽ càng ngon. Wow, lúc này cái màu của con tôm đẹp dễ sợ luôn. Linh xào giờ, Linh lúc này thì sẽ cho vô một xíu hạt nêm. Mùi lá chanh á, mình xào sơ nó có cái mùi thơm rất là dễ chịu. Lúc này thì sa tế nó thấm đều vô thịt tôm á, thì Linh sẽ cho cái nước cốt nhì. Tại vì do là ở đây không có đủ nguyên liệu giống như ở Thái. Nếu như mà nấu theo kiểu cách của người Thái á, là người ta sẽ dùng cái sữa bay hơi. Còn ở đây thì mình đâu có mua được cái sữa bay hơi, nên là dùng nước cốt dừa để thay thế. Thì nó cũng có cái vị béo béo. Lúc này thì Linh sẽ nhắc cái nồi súp này bỏ qua bên cái lẩu lúc nãy là Linh nấu. Cái màu lúc này rất là đẹp luôn nè. Dạ ông bà cô chú các bạn ơi, thì Linh mới vừa bỏ cái tôm xào vô nồi nước lẩu á, thì bây giờ đợi cho cái lẩu nó chín thì qua đây Linh rửa cái nấm để chuẩn bị bỏ vô cái nồi nước lẩu luôn. Cái nấm này Linh ngâm muối hồi nãy giờ thì cũng lâu rồi. Cái nấm kim châm nó bị gã ra trơn. Giờ thì Linh sẽ sắc cái nấm đùi gà này ra để mình bỏ lẩu luôn. Tại vì cái này thì nó hơi bự nên là mình sắc mỏng ra. Này thì mình sắc theo sở thích mình thôi, sắc miếng vừa ăn, sắc xéo, sắc tròn, sắc vuông gì đó. Thì tùy mình thích sắc như thế nào thì mình sắc. Cái lẩu tôm dâm này thì Linh thấy là nhiều nơi thì sẽ bỏ nhiều loại nấm khác nhau á. Thì ở đây là mình có nấm gì thì mình bỏ nấm đó. Có thể là bỏ nấm gươm cũng được. Nhưng mà Linh không có mua được nấm gươm nên là dùng cái nấm đùi gà với nấm bò ngư. Nấm kim châm thì lát mình ăn cái mình nhúng vô thôi. Nấm đùi gà này thì nó dai, mình nấu không có sợ nó bị gã, mà nó cũng ngọt nước nữa. Thì giờ sắc nấm xong rồi Linh sẽ bỏ vô cái nồi nước lẩu luôn. Nước lẩu lúc này là rất là sôi luôn. Cũng sắp chín này. Tại vì cái tôm hồi nãy là mình luộc rồi mình xào nữa, nó chưa có cay nên là Linh cho thêm 2-3 trái ớt xanh vô cho nó thơm.
Giờ thì Linh sẽ sắt cái ngò gai để chuẩn bị bỏ vô luôn. Mình có thể dùng ngò gai hoặc ngò gí. Ngò gai này thì ở nhà Linh trồng có sẵn rồi, bỏ vô luôn. Bỏ hết cái ngò gai vô. Giờ mình thử lại thử cái nồi nước lẩu của mình vừa ăn chưa. Nồi nước lẩu lúc này là nó thơm và nó vừa ăn này. Linh chuẩn bị nhắc xuống luôn. Lúc mà chuẩn bị nhắc xuống thì mình cho vô tầm khoảng một chén nước cốt nhất. Hồi nãy thì Linh chỉ nấu nước cốt nhì thôi, bây giờ thì mới cho nước cốt nhất vô nè, để cho cái lẩu mình nó béo hơn. Cho vô tầm 3 giá nước cốt chanh để cho cái lẩu của mình nó có cái vị chua chua. Thích ăn chua nhiều á thì mình cho nhiều. Giờ thì Linh sẽ nhắc cái lẩu này xuống luôn. Lẩu của Linh vậy là chín rồi đó. Wow. Nhìn cũng hấp dẫn lắm. Dạ, Linh mới vừa nhắc nồi lẩu xuống ha, thì ở đây là tôm. Hồi nãy giờ thì Linh cũng mừng sạch sẽ rồi á. Linh có chẻ đôi con tôm ra để mình nhét cái phô mai này vô để nướng phô mai. Thì cái này nếu mình thích ăn béo thì mình cho nhiều phô mai. Không thích ăn béo thì mình khỏi cho phô mai, mình nướng với ớt cũng được. Linh đang nhét phô mai vô. Phô mai này tại vì do ở đây là không có mua được phô mai bào sợi á, nên là Linh mua cái phô mai lát ở trong Bách Hóa Xanh. Thì Linh về Linh cắt ra thành từng lát như thế này. Phô mai này là người ta làm cái gì? Hamburger. Nhưng mà thấy ăn nó cũng béo lắm. Một con tôm thì mình cắt ra tầm 2 phút như thế này nè. Mình nhét vô đầu tới cuối con tôm luôn để lát nướng cái nó chảy ra ngon lắm. Linh để lên luôn. Mấy con tôm này nè, gạch không luôn. Cái lát này nó hơi bự nên là Linh sẽ cắt ra làm hai. Phô mai này á, mình để nó hết lạnh thì rất là dễ tháo. Còn mà cái miếng phô mai mà nó đang lạnh á, thì mình tháo nó sẽ bị dính, bị gãy á. Mình để lên lửa than á thì cái phô mai nó sẽ từ từ nó chảy ra. Đó, nó đang chảy ra nhìn hấp dẫn ghê luôn á. Rồi, vậy là Linh đã để xong hết mấy con tôm lên đây nướng này. Những con mà mình để lên đầu tiên á thì nó đang chảy phô mai ra nè. Oh, không dám lật sợ nó rớt cái phô mai xuống. Giờ thì Linh qua đây, Linh sẽ múc cái nước lẩu ra để chuẩn bị ăn. Tại tôm nướng thì nó nhanh chín lắm. Oh, cái màu nước lẩu nhìn ngon ghê á. Dạ, Linh mới vừa múc nước lẩu xong á thì mấy con tôm ở bên đây là nó chín rồi nè. Cái phô mai lúc này nó chảy ra trơn rồi thì Linh sẽ gấp để ra dĩa. Wow, nhìn đúng xuất sắc luôn. Tôm đỏ ao, phô mai thì vàng tươi nữa.
Dạ ông bà cô chú các bạn ơi, thì hồi nãy giờ là Linh đã nấu xong cái nồi lẩu tôm dùm cùng với món tôm nướng phô mai. Thì bây giờ là xin mời ông bà cô chú các bạn mình cùng thưởng thức với gia đình Linh nha. Rồi, mời cả nhà cùng mời một bữa nha. Bỏ ăn tôm nè con. Dạ, dạ, giờ ta ăn ruột, chứ. Nè, dì ba để cho con nè. Tôm to quá hả? Mày ăn hết ruột mới tới tôm mà. Đó, đây. Đúng không nè. Đây dì ba bẻ cái cạn ra cho. Tôm phô mai. Con biết ăn con miếng nào coi. Con biết ăn để dì ba ăn cho. Dì ba lột vỏ cho nè, con chỉ cần tách ra là ra vỏ ăn thôi. Dạ. Ngon. Bữa ăn đi con. Đây nè. Dạ. Lâu lâu mới có đặc sản á. Phô mai sao không ăn đi mày. Nè, thịt cho con. Nè. Sao vậy? Không ăn, tôi ở đó lúc cái nó tự phá à? Tự nó ăn lên, nó không cho mình ăn thôi. Đồ ngon quá, hiểu. Gạch không mà, thêm phô mai nữa. Tôm ngọt quá à. Mà thay nha, miếng ruột heo kìa. Con ngồi trên nè cô, hay ngọt quá à. Cả. Mọi người dùng mình tôm nghe. Có xin cái gì? Nó ăn kìa. Nhanh. Con tôm nướng càng nướng nha. Ồ, chấm mùi hết. Con cũng thử tôm phô mai vậy. Mời mọi người ạ. Không chơi phô mai rồi. Mẹ ăn đi, mẹ ăn gì ăn mẹ. Ngon quá trời, béo. Ăn cho bồi bổ sức khỏe. Ăn tôm đi cho có canxi đồ. Phô mai đồ kìa, cho nó béo. Ngọt thiệt quá, tôm. Béo quá ha. Tôm nhiên ngọt thiệt. Con tôm nó đã béo rồi mà mình còn thêm cái phô mai vàng ương nữa. Rồi, Linh xin mời ông bà cô chú các bạn nha, chấm muối tiêu cái. Tôm này đi chài hay là nuôi không? Tôm chài á. Chài bán mấy mắc mà. Béo. Bán mắc hơn trên Dưỡng Út. Dưỡng Út đi chài bán có 150.000 ký à. Nào dặn Dưỡng Út mà gom chạy chẳng. Mà Dưỡng Út nó chài đâu nhiều con ngày mấy con à. Gom của người ta luôn. Béo quá. Thôi sắp bảo bữa rồi. Cây phô mai là ngay ý của bảo bữa đó. Ủa con không có bật lẩu lên hả? Có bật mà thấy nó sôi quá. Bỏ ra. Bỏ nóng vô kìa lít. Cái đầu này là ăn khẩm luôn nè. Cái đầu gạch không? Gạch không mà béo nữa. Có nắm vô lẩu nè mọi người. Nãy giờ ăn tôm nướng không? Giờ tới ăn lẩu đi. Lẩu này nấu phong cách tinh tế thanh thái luôn á. Không đây mà ăn tới Thái Lan nè. Chờ đó giờ thử cái lẩu này chưa? Chưa. Mới thử nè. Mẹ mới thử luôn à. Ngon. Béo béo ngọt ngọt lạ. Nó lạ lạ vậy đó. Sao cùng mình? Tốt rồi. Ngon quá. Hôm qua này rồi là nước cốt. Trời người ta nấu theo vậy. Đáng lẽ người ta phải nấu cái sữa bay vậy á nha. Tại vì con đâu biết nói sao. Mọi lên cái YouTube của ở bên Thái Lan á, cái người ta nói tiếng Thái mà cũng gán dòm ra để nấu theo. Mà không biết có đúng không. Nhưng mà ăn cái mùi vị cũng nghe giống giống lắm. Ở đây nghe Thái Lan cũng ấy hả. Thôi ăn tôm gì đó hả con. Không ăn thịt, ăn đầu không à. Ăn đầu với ăn xương rồi bại đó. Đó. Rồi ăn gì bóc đi, bóc nè, bóc đi, bóc đi, bóc nước mẹ ăn đi. Mọi người dùng miếng lẩu đi, lẩu tôm nè. Rồi. Một con tôm. Thịt tôm có nhiều không? Đây. Ăn cái tôm này cho. Chấm nước mắm. Đầu tôm cũng béo lắm không? Ngon hơn tôm đợt mua của cậu ba mà.
tôm đợt nuôi của ba là tôm mua. Tôm nuôi hả? Nuôi vô nguồn. Tôm nuôi lắm. Tôm này ngọt hơn hả? Thịt chắc. Mà đâu phải mùa nào cũng có không? Mùa nước lên này mới có. Tôm vòng qua đây. Tôm của ba có 100.000 ký, tôm này 200.000 ký, tôm nào ngon. Rồi cái đầu của con của Thịnh này nè, gạch không nè. Không nó gạch đó tươi luôn đó. Gạch đó tươi ăn luôn. Nữa không? Ăn nữa. Ngon quá con gạch không? Dạ. Yeah. Con gạch khỏi ăn cơm đi con. Nghiệp Thịnh ta ăn cái gì, ăn xương hay là bóc xương rồi ăn. Ăn vỏ là bậy bạ vậy. Ăn cái càng kìa, nó ăn cái càng tôm kìa. Gài đâm miệng con đó con ơi. Này ăn gạch nè, mình nói cho ăn gạch nè. Ê, nó cho con cắn cái này nè. Nhả ra đây, nhả nó cho con cắn này nè, nè. Nhả ra đây. Nhả ra. Nhả ra đi. Thôi nhả ra đừng có nuốt. Nè, nó cho con cắn này nè. Đây. Nãy cô ba làm là cô ba lấy cái ấy ra hết rồi. Lấy cái bao tử ra. Dạ không? Nè nè cắn miếng đi. Cắn miếng này nọ cho nó cắn. Nè. Để cho con cắn nè. Ồ, cắn cái kiệu luôn ta ơi ta. Thịnh cắn dữ luôn. Ngon quá. Cái đồ tôm à. Đồ tôm nấu chất béo vô nước súp thôi à. Mọi người dùng mình con tôm nướng nha, tôm càng nướng à. Nhả đi con, nhả cái đó ra đây nè, lại cho con ăn này nè. Ồ. Lẩu này vậy là chưa cay hung đâu, ở bển ta nấu cay lắm. Cái đậu này nó mất hết trơn rồi. Gà nước hết. Tại nấu gà nước hết trơn rồi để cho nha. Nó béo cái nước dùng mà. Đây, mình làm chiên với nước ớt nè. Quá chừng thúi năng nó dục vô đây cho người khác ăn luôn. Ông nội mày ăn chứ ai ăn. Xin chén cơm nữa rồi. Quá. Bữa giờ nằm thèm cái lẩu này. Quyết tâm nấu được. Mấy năm nay là không sợ ốm luôn vậy bà. Sao không có sợ ốm? Sao không sợ ốm? Ăn phô mai béo quá. Ăn phô mai béo quá hả? Dạ. Bữa hôm gà bữa ra ốm mà. Ốm mà. Sáng tập thể dục đi được 2 vòng à. Về nằm tiếp. Ngủ tiếp. Chạy mà dẫm chân tại chỗ thôi chứ. Bà nhả ra đi. Mấy cái càng thịt không hả cha? Cháu ngoại ăn thịt thơ đó, cho ông ngoại ăn càng. Ok. Đây nè, đây coi. Hồi đó mà mình ở đây mình nước mặn á, nước ngọt mới vô, nước mặn á. Nước lợ. Ba chè chè, ba đó chè. Tôm càng dữ trời nó mòi nhóc luôn. Nó nước mặn mà nước ngọt, đưa nước ngọt cái nước mặn nhào vô cái là tôm nó nổi theo mé. Sáng là đi lượm luôn. Lấy máy thì chạy cái bay lên bờ nhóc. Hồi con măng ruộng tới mua tắt đi đó nhóc luôn nó vô đìa mà cần, lúc đó cần cho sao đòn à. Ký nhiêu cha? Mấy chục ngàn ký. Đi gỗ xúc không? Chúng nó tự nhiên chứ đâu ai thả nó đâu cha. Tự nhiên nó nước nó gọt xuống cái đĩa đó rồi đó, dữ trời lắm. Chúng giờ đâu có đâu. Giờ dễ gì còn nữa. Giờ trong mình chỉ có tôm sú rồi lâu lâu người ta đi chài mới có. Đâu nhiều đâu, mua 3 bữa mới được nhiêu đây mà. Dưỡng Út nó là Dưỡng Út chài con nửa cơm tay không luôn á. Núm này là núm gì? Núm bào ngư, nấm bào ngư trắng. Có hai loại, nấm bào ngư trắng, nấm bào ngư xám mà thấy trắng ăn ngon hơn, thơm hơn. Mà cái xám mắc tiền hơn. Thôi quá tắt rồi. Ăn núm không? Chụm núm vô thêm. Núm ngọt. Ngọt thiệt ha. Đây bắt lửa lên chụm núm vô. Hôm qua này mẹ nói con mua một bánh gì á. Thiệt á, nói tính một bánh gì không à. Tại vô bịch tròn tròn. Bảo bữa ăn tôm con, ngàn tôm nè con. Dạ. Cái càng tôm. Tôi bảo rồi con. Nó gầy không? Cái đấy đũa sọt nó đã đi nguyên cái mà. Cái gì? Cái càng.
cũng ăn được luôn hả gì ba? Càng thích không á? Không, như kịch càng cua vậy đó. Con tôm này nó ngọt hơn tôm sú mà nó không dai bằng thịt tôm sú. Cái nấm này nó ngọt, con muốn ngọt hơn nấm rơm đó nha. Ừ. Cái này dắt mắt thiệt hơn nấm rơm đó. 100g ba mấy ngàn. Nấm rơm ký có 90, 80. Đây đây nè, nọ chùi cho cái tay cho con cho. Đây. Rồi. Này ăn bỏ lum la. Đây ba gấp cho. Mà bà cái trước ăn với con kìa. Alo, được kìa. Ừ, thì là con thích miếng hột xốp đó gì bà. Thì ăn không anh? Chọn vô ăn không anh? Còn xương không con? Đổ xôi dữ là nhúng nấm vô một cái nữa là nghỉ được rồi. Xôi quá. Xôi quá nóng quá khó ăn. Nhâm 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 nhâm. Ăn cơm mà nhâm nhâm nhâm. Cô dĩnh vô cô ba dơ. Muốn gọi cô ba nữa nè. Nè 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 nè, xuống này ngồi với cô ba nè. Gọi cô ba kìa. Rồi. Hôm qua nay là thích ngọ, hôm qua ngồi với cô ba mà. Nè chén con nè. Chén con nè, tôm của con nè. Tự bốc ăn đi. Muốn múc gì? Đây thương con. Hà hà hà, người ba cho con đầu tôm à. Ừ, trong nguyên con tôm à. Biết ăn không? Bỏ muỗng xuống, cầm con cầm tôm ăn đi. Cầm tôm ăn rồi. Nè, con cầm. Rồi cắn đi. Nhả ra, ơi nhả cho bà nội. Mẹ ơi là mẹ. Cháu có hiếu quá ha. Ăn chắc xác rồi, nhả cho bà nội. Sao con không cắm cái đuôi mà cắm cái đầu nó đâm? Cái đầu. Đây cô ba làm cho. Đó. Nó thích ăn xương. Ừ, ăn xương hơn là thịt. Nó không có ăn thịt. Ăn ngộ quá ha. Rồi nè. Đó. Trời ơi. Cắn xương à. Cắn một cái nữa con tôm luôn. Mà cắn được xương nữa à. Đó, đó. Ăn hết đi để đó đó nhai cái vỏ luôn rồi kệ nó ăn cho có canxi nha con. Ăn cho có canxi nha con. Làm cho bà nội hết rồi. Chơi cái miệng gì cà lê cà lét gì vậy? Anh bảo coi lại miệng anh bảo không hơn miệng em đâu. Nói đi. Kêu anh Bảo coi lại miệng anh Bảo đi. Ngon không con? Ngon không? Ngon không? Nói cô ba nghe này. Con ăn nấm không? Thôi mà cay. Nhả ra nó sợi mày đúng rồi. Coi lụm cho bà nội nữa đó. Không hỏi. Dạ, dạ mà đứa cần gì. Rồi cắn ăn đi con. Cắn cái thịt sao con cắn đuôi nữa, cắn đuôi nữa. Cắn cái đầu nè, con cầm sai rồi. Nè, con cầm cái này rồi con đưa vô con cắn. Không chịu cũng đưa cái đuôi. Dạ ông bà cô chú các bạn ơi, thì hồi nãy giờ là gia đình Linh đã dùng xong bữa cơm ngày hôm nay rồi. Linh xin phép là sẽ kết thúc cái video này tại đây. Hẹn gặp lại quý ông bà cô chú các bạn các em nhỏ vào những cái video tiếp theo nha. Bye bye ông bà cô chú các bạn. Bye bye ông bà cô.